Nhà đẹp tân ái xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Hằng, có địa chỉ tại Thanh Trì, Hà Nội. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của chị Hằng nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Hằng. Căn nhà của chị là căn nhà 3 tầng mái Thái có phong cách tân cổ điển và màu trắng là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với cổng chính và hàng rào cho chúng ta thấy một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và bề thế. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng bằng nhôm đúc nhìn rất là sang trọng. Hai bên sẽ được thiết kế hai cột hình vuông và có thêm các họa tiết trang trí mang đậm phong cách tân cổ điển. Hàng rào thì chúng tôi thiết kế các cột và xen giữa các cột sẽ là hè lam có thể nhìn được vào bên trong nhà các bạn. Và ở các cột sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế bậc 3 cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Hệ thống cửa sổ và cửa chính của căn nhà chị Hằng sẽ được chúng tôi sử dụng là cửa nhôm kính biệt tối màu kết hợp với mặt trắng là một chủ đạo cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra thì cửa sổ nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng cho căn nhà cũng như là hấp thu tốt ánh sáng tự nhiên. Các bạn có thể để ý là xung quanh cửa, kể cả cửa chính và cửa sổ thì sẽ được chúng tôi thiết kế thêm các đường vào, có thêm các họa tiết trang trí nhìn rất là đẹp, bắt mắt và rất là sang trọng. Và ở tầng 1 thì sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch nhìn cho căn nhà trở nên sang trọng hơn nha các bạn. Ở trên tầng 2, khu vực giao nhau giữa tầng 1, tầng 2, tầng 2 và tầng mái, tầng tầng 2 và tầng 3 cũng như tầng 3 và tầng mái, chúng tôi sẽ lắp thêm đường vào để phân tầng ngôi nhà và tạo điểm nhấn. Ở trên tầng 2 cũng như tầng 3 sẽ được chúng tôi thiết kế thêm ban công để cả gia đình có thể thư giãn. Ở ban công thì hai bên sẽ được thiết kế hai cột đôi và một cột hình vuông, một cột hình tròn, đi kèm với đó là các họa tiết trang trí và các đường chỉ âm. Chân sẽ được chúng tôi sử dụng là chân hình vuông nhìn rất là đặc biệt, rất là đẹp và bắt mắt. Và lan can được chúng tôi sử dụng cho tổng thể căn nhà sẽ là lan can bằng sắt phun tĩnh điện. Nhắc đến căn nhà mang đậm phong cách tân cổ điển không thể không nhắc đến mái vòm. Ở đây ở khu vực tầng 2 và tầng 3 chúng tôi sẽ thiết kế mái vòm để căn nhà trở nên mềm mại, thanh thoát cũng như là làm cho căn nhà trở nên sang trọng hơn. Ở tầng 2 thì chúng tôi sẽ còn thiết kế thêm một bồn hoa ở đây và cũng như là bố trí các chậu hoa xung quanh ngôi nhà để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế thêm các cái mái nhằm tạo hình khối kiến trúc và tránh tình trạng nước rột vào nhà nha các bạn. Hệ mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của chị Hằng sẽ là mái Thái. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc và phân tầng của mái cũng như màu của mái sao cho hợp với phong thủy và căn nhà phải thể được sự bề thế sang trọng của cùng ngôi nhà. Do đó, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh chị là mái Thái cũng như là đi kèm với đó là các cây mái và các họa tiết trang trí để hệ mái trở nên đẹp hơn. Tiếp đến là một phối cảnh khác nữa của ngôi nhà. Do căn nhà của anh chị là ở khu phố, do đó chúng tôi sẽ tập trung phát triển hình khối ở mặt trước của ngôi nhà nha các bạn. Đây là một góc quay nước của căn nhà. Và đây là phối cảnh nhìn từ trên cao. Các bạn có thể để ý rằng là ở trên hệ mái thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm giếng trời để căn nhà có thể hấp thu tốt ánh sáng tự nhiên. Ngoài diện tích của căn nhà thì phần sân phía trước khá là rộng rãi, thoải mái chỗ đỗ gara ô tô cũng như khu vui chơi giải trí cho cả gia đình và các con. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chị Hằng
đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Chị Hằng có chia sẻ với chúng tôi rằng ở ngoài Hà Nội thì có rất nhiều đơn vị thiết kế về nhà dân dụng, nhưng chị nhận thấy rằng đơn vị Tân Á là đơn vị thiết kế được những ngôi nhà rất là đẹp, bắt mắt và rất là chất lượng. Do đó, chị đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo lựa chọn được cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Sau đó, chị mới liên hệ với chúng tôi ở kênh YouTube nhà đẹp Tân Á, thì chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn về các mẫu nhà do Tân Á thiết kế. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website nhà đẹp Tân Á, chúng tôi sẽ trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước đến nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chị Hằng đã làm việc với kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Sau khi chị Hằng đã tham khảo chọn được cho mình mẫu nhà ưng ý thì chị có liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn thêm về các mẫu nhà cũng như giới thiệu với chị về quy trình làm việc để thiết kế được một căn nhà. Như chúng ta đã thấy thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đo đạc khu đất và lấy thông tin từ chị. Sau đó sẽ lập nhóm Zalo để làm việc kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở với khâu chúng tôi đều có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho chị Hằng, đến giai đoạn thi công căn nhà thì chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của chị Hằng, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi hỗ trợ chị Hằng 24 trên 24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy rằng để hoàn thiện được một căn nhà từ khâu thiết kế cho tới thi công thì kiến trúc Tân Á đã cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của chị để đảm nhận. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp khép kín như thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, các bạn hãy cùng kiến trúc Tân Á đi khảo sát thực địa khu đất của chị Hằng nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu đất của chị ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Đây là căn nhà cũ và đây là mặt đường ở khu đất của chị. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của chị Hằng. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi sẽ chụp ảnh lại khu đất cũng như đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh chị dự kiến đầu tư cho căn nhà sẽ là 2 tỷ đồng. Qua trao đổi và khảo sát, chúng tôi sẽ thiết kế cho chị Hằng một căn nhà 3 tầng có công năng như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, một phòng ngủ, phòng thờ chung với phòng khách, vệ sinh chung và một vệ sinh khép kín, gara. Tầng 2 sẽ có 3 phòng ngủ, một vệ sinh, một vệ sinh khép kín, sân phơi. Tầng 3 sẽ có một phòng ngủ và khu vực sân phơi, khu vực tập thể dục. Qua trao đổi và khảo sát thì anh chị rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh chị cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh chị một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của chị Hằng nhà các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của chị Hằng.
căn nhà của chị sau khi đã được chúng tôi lên phương án 2D sẽ tiến hành lên 3D để chị Hằng có thể dễ hình dung về vị trí và công năng sử dụng đối với căn nhà của mình. Cửa sảnh chính đi vào sẽ có cách kết hợp với phòng thờ nha các bạn. Và phía sau sẽ là cầu thang lên tầng 2 và khu vực bếp công ăn. Ở tầng 1 sẽ được thiết kế một phòng ngủ đi kèm vệ sinh rất kín. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung. Ở tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế hai phòng ngủ, trong đó một phòng vệ sinh khép kín và cuối cùng là vệ sinh chung. Phía trước sẽ là ban công. Ở tầng 3 sẽ được thiết kế một phòng ngủ và khu vực tập thể dục. Cuối cùng sẽ là khu vực phơi đồ và giặt đồ. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc để hiểu rõ hơn về diện tích căn nhà cũng như diện tích các phòng trong căn nhà của chị Hằng nha các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng như chúng ta đã thấy thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát, đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của chị. Như chúng ta có thể thấy rằng cửa chính sẽ được chúng tôi bố trí hướng Tây Nam thiên y, phòng thờ sẽ được bố trí hướng Tây Nam thiên y và phòng bếp sẽ được bố trí hướng Tây Bắc sinh khí. Đối với chồng của chị là sinh năm 1966 thì có các hướng hợp với phong thủy là hướng Tây Nam thiên y, hướng Tây phục vị, Tây Bắc sinh khí và Đông Bắc là Phước Đức. Và đây là mặt bằng định vị khu đất. Căn nhà của chị có diện tích là 13,1 x 6,1 mét vuông. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi sử dụng là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi sử dụng là hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách kết hợp phòng thờ có diện tích là 27,3 mét vuông. Phía sau sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và bếp công ăn có diện tích 16,3 mét vuông. Cuối cùng sẽ là nhà phòng ngủ có diện tích 9,9 mét vuông đi kèm vệ sinh khép kín có diện tích 4,1. Và cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 3,7 mét vuông. Ở tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế hai phòng ngủ có diện tích là 21 và 14,4 mét vuông kết hợp với nhà vệ sinh chung, nhà vệ sinh khép kín có diện tích 4,1 mét vuông. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 3,7 mét vuông. Để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình thì chúng tôi sẽ thiết kế hành lang rất là rộng, có chiều rộng là 1,3 mét. Tầng 3 sẽ được chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có diện tích 21 mét vuông và khu vực tập thể dục có thể diện tích là 27 mét vuông nha các bạn. Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh và sân phơi. Phía trước cũng sẽ được chúng tôi thiết kế ban công. Các bạn có thể thấy rằng căn nhà của chị thì được chúng tôi thiết kế rất là nhiều ban công để căn nhà trở nên đẹp, bắt mắt và trang trọng. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Hằng. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0914 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.